Ngày 14 tháng 7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lâm, 48 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Thọ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thị xã Phú Thọ. Từ năm 2020, khi còn làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Thọ, Nguyễn Tiến Lâm cùng các đồng phạm bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã hô biến 13.000 m2 đất rừng sản xuất thành 7 lô đất ở, không qua đấu giá cho Lê Ngọc Anh là cháu họ của ông Lâm. Sau đó, Lê Ngọc Anh đã chuyển nhượng 7 lô đất nói trên cho người nhà, người thân bán kiếm lời, trung bình mỗi lô đất từ 800 triệu đồng. Trong năm 2019, ông Lâm đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Thọ và lãnh đạo, cán bộ địa chính xã Hà Thạch hợp thức hồ sơ giao đất ở không qua đấu giá tại khu Lũng Thượng, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ cho 16 người quen biết, làm thiệt hại cho nhà nước nhiều tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra.